chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn mọi người xem một cái chị nữ này làm việc là đang bơm cá con này các bạn. Xà lan này là gần 300 tấn nha. Đây là hai vợ chồng đi một chiếc xà lan bơm cá này. Mình thấy cái chị quá là vất vả ha. Đây có hai động cơ, động cơ là 6D24 rồi vậy đây. Còn bên đây là 6D15 nè. Hôm nay xuống xà lan cho mọi người xem cái quá trình mà mấy anh đang bơm cát nè. Đây thì có một cái bơm ha. Bơm này trong đây nó có gồm nước với cát nha các bạn. Để mà vừa giống như vừa bơm nước mà cát nó lên theo vậy. Đầu cho ăn đó. Cái chị đằng này thì chị nước nó dư ra bơm. Ủa sao phải bơm ra vậy chị? Ủa sao mình bơm ra vậy? Đủ nước hả? Dư nước. Dư nước chị mới bơm ra nha các bạn. Quá là cái dồi chị phải quắn với cái giò luôn rồi. Bắt đầu chị sẽ cho ăn. Phải nói là đi có hai vợ chồng rất là vất vả nha các bạn. Thiếu nước rồi đó. Chiếc này thì chở mấy cái cát này là từ ở Hồng Ngự về nha. Cát này là cát xây cát lắp đó. Cũng như là cát xây dựng cũng được luôn nha các bạn. Này cát lắp nha. Đó, giờ đủ rồi, đủ nước rồi thôi ha. Lần đầu tiên mình riêng mình thì mới thấy một người nữ mà làm việc như thế này các bạn. Rất là ít khi thấy những cái chị em phụ nữ làm những công việc như thế này ha. Đó là cực luôn á, ngoài nắng nữa. Xà lan này chắc mình nghĩ là xà lan gia đình này. Cái dầu của này cũng khét cái dầu đó các bạn. Đó, ảnh thì dư nước ảnh bơm ra má ơi. Giờ dư nước rồi. Giờ chồng đem ra, vợ bơm ra luôn. Đây là đây cho các bạn ngồi xem hai cái máy nha. Đây là 6D15 bây giờ đây hay là 6D22 nè các bạn. Đó là 6D15. Có cục bô luôn nha. Đấy, trở lại với chị nữ bơm cát của chúng ta đây. Chị lần đầu tiên chị nữ chị đi làm một cái việc gọi là rất là cực đó. Thôi chơi luôn nha, cái ống nó cũng rất là nặng đó. Mình thấy mấy cái cảnh này thì cảm thấy những cái chị nữ mà được ở nhà thấy tội nghiệp chị này quá. Mấy chị em phụ nữ mà ở nhà mà ở không có sức kem trắng tươi được đó. Cái chị này thì vất vả vô cùng. Đó, bây giờ tiếp tục là chỉ sẽ cho ăn nha. Tạm thời làm kêu cho ăn đi ha. Cầm cái dồi đó là chỉ đâu là cát nó sẽ chảy đó. Ở dưới thì có một cái đầu bơm nó bơm nước cát đi lên. Này. Cái dồi thằng thánh chưa? Đi đâu là chảy đó, đi đâu là chảy đó hết. Thấy chưa? Giống như mà con tàu giống như là một cái gì đó phá banh hết chỗ nào cũng vậy ha. Ôi sạt lở luôn quá dữ. Cái nước, cái công suất máy nước thì rút ở dưới sông đi lên nha các bạn. Mình đang ở trên chiếc xà lan luôn. Bơm cát thì cái chỗ nào mà ấy thì ta bơm cát nó thì rất là rẻ, còn không thì bơm đá bụi cũng rất là im ha. Đó các bạn thấy chưa, chỉ quơ đâu là quơ đâu gò đâu rồi đây, chỉ quơ đâu là nước chảy đó nè. Giờ anh chồng anh dư nước rồi. Và chị thì thiếu nước cho nên là chị bơm nước vô ha. Anh chồng dư nước thì ảnh bắn ra ngoài bỏ. Chị thiếu nước thì chị phải bơm vô để cho nó đủ cái lượng nước ở dưới này nè. Để mà bơm lên trên bờ. Rồi chị phải cầm hai tay nha các bạn, rất là nặng. Khi phụ nữ làm những cái việc này thì phải nói rất là
cho những đứa con ở nhà xem khi một người mẹ mà đi làm như thế này ha, để cho con học hành nó tốt hơn. Để thôi nói cha mẹ kiếm tiền dễ lắm nè, các bạn coi chỗ này nó sạt xuống giống như một cái chỗ mà sạt lở vậy nè. Đó, chị đang chích chưa đó, đó thấy chưa. Chích gì đó cái là nó sạc xuống liền không. Cái này thì chỉ bơm khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ nữa là xong rồi. Rồi giờ anh chồng đủ nước rồi, anh chồng thiếu nước rồi. Rồi chắc đó bà chị sẽ thiếu nước, chị bắn nước ra ngoài quá. Hai cái dầu đó các bạn thấy không? Mấy chiếc xà lan mà cả ngàn tấn á, bơm coi nó đã lắm các bạn. Cái chiếc này thì có mấy trăm tấn rồi. Cái này mà nếu mà cát không á thì bơm lên không nổi đâu nha. Nhưng mà có nước, có nước như thế này nè. Thì trong video mình có nói thì sai sót thì các bạn thông cảm cho mình ha. Mình thấy lạ lạ rồi quay gửi đến cho mọi người xem. Xíu sau là bắt đầu là xà lan sẽ được làm một cách sạch sẽ cho các bạn. Đây là đây một quà, cái chỗ này cũng góp chỗ này luôn. Đây các bạn xem cái chỉ bơm nè, ra là thành rất là thích xe máy này nè. Nó không quơ đâu là cát đá tạt lở hết trơn, nó bắt đầu tạt hết trơn, tạt xuống nè, ghê ghê. Hai vợ chồng đưa vô đây nè, con nó đã rồi. Rồi, cái ống nước rất là trầm xanh luôn các bạn. Cát này á, giấc chiều đỡ nha, giấc sáng là nó đi nóng giò lắm nha các bạn. Giấc chiều thì nó không sao, giấc sáng mà bán 8-9 giờ đó. Wow, wow. Cát này thì chủ yếu là nếu mà xài về xây dựng đó là phải sàn lên nha các bạn. Còn nếu mà cắt lắp thì không cần đâu, phải sàn lên nhiều khi nó bị cái vấn đề mà có sỏi rồi đó, không được sạch cái bức tường thôi. Còn nếu mà cắt lắp thì xây dựng đó. Còn nếu mà cắt lắp thì không cần ha, lắp thì đưa vô một cái là ngon lành thôi nè. Đưa tới đâu là một lỗ chạy quậy tới đó liền, dữ dằn thì nội công thâm hậu. Cái ống nước này là một cái máy bơm ra dữ dằn mà. Đó, nhảy đâu là sạch đó, đẩy đâu là sạch đó. Đó, rất là nghệ thuật nha. Chỉ cầm cắm đó là phải nghiêng người luôn đó nha các bạn. Nặng lắm, không phải giỡn đâu. Đó, bắt đầu anh kia anh dư nước rồi. Thì cứ canh ha, cứ canh cái dầu ở dưới nó dư nước thì bắn ra ngoài bỏ, thiếu nước thì ghim vô. Chị này chắc ở 40 mấy tuổi nha các bạn, không biết chính xác không nữa. Thấy rất là vất vả cho nên quay chia sẻ cho mọi người xem. Đó, bắn ra ngoài này thấy chưa. Wow, nhìn rất là đẹp trời luôn, giống như một cái chữ X gì các bạn. Nó bắt đầu hòa chữ tứ xà lan luôn cho nó mát. Lâu lâu rồi xem lại mấy cái bơm cát này cũng thú vị lắm nha các bạn. Giờ hầu như là cái công việc này là để cho những anh em thanh niên thôi, thanh niên đàn ông thôi. Nhưng mà thì chị nữ rồi, chắc có lẽ bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây, tại vì cái là cái xà lan này còn bơm cũng rất là lâu nha, khoảng cỡ cả tiếng, nửa tiếng nữa mới xong, cho nên là thì nó cũng có nhiều đó thôi. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.